Nói chung là anh không phải là không biết sửa mà là không thích. Nhưng mà anh phải sửa cho em chứ. Em là con gái mà, cửa phòng như vậy làm sao em ngủ được? Trời, làm sao trời, cửa phòng như thế làm sao mà không ngủ được? Trời ơi, cái gì vậy? Gì mà tự nhiên hai anh em cãi nhau ôm sầm vậy? Mẹ, mày thấy anh thấy ghét không? Cái cửa phòng con bị hư mà anh không chịu sửa cho con kìa. Trời, mẹ thấy nó vô lý chưa? Có cái cửa hư thôi mà thấy ghét rồi, giỏi lên tự sửa đi. Đây không rảnh nha. Nhưng anh là con trai mà. Thôi, được rồi, bước qua đây. Bà nhỏ như con chí mén nào mà mỗi lần cãi lộn với anh Winner là cái miệng bà oan à. Có chuyện gì đâu, cái cửa phòng hư thôi mà, để đó mẹ sửa cho. Không, mẹ là con gái mà, chuyện nó nặng để con trai làm. Anh Winner, anh sửa cho em đi. Anh mà không sửa là em cắn anh đó nha. Thôi Winner, chiều em đi con, lên sửa cho em đi. Trời ơi mẹ, con có biết sửa đâu. Con biết sửa từ nãy đến giờ con đã lên sửa rồi. Để nó oang oang làm gì. Thôi được rồi, để đó mẹ sửa. Trong căn nhà này mẹ vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là đàn ông, vừa là đàn bà. Để đó mẹ sửa hết cho, được chưa? Em này, anh thấy nhà mình chuyển đến đây là chính xác á. Rất là yên tĩnh và thoáng mát. Dạ, em cũng thấy vậy. Mà hàng xóm dễ thương ghê anh, người ta hòa đồng lắm á. Anh ơi, cái cậu tên Tùng á, là nhân viên của anh hả? Đúng rồi, là nhân viên của anh. Thật tình cờ, anh cũng không biết là nhà cậu ấy cũng ở đây nữa. Nhưng mà anh nghe nói là cậu ấy sắp ra Đà Nẵng để nhận chức phó tổng rồi. Không biết gia đình cậu ấy tính sao nữa. Vậy hả? Ủa ba, thế còn gia đình của chú ấy thì sao? Chả lẽ cả nhà lại chuyển vào đấy? Mà con nghe nói á, là có em nào nói là con rơi của chú ấy á. Thế hả? Chuyện gia đình nhà người ta thì ba cũng không biết rõ lắm. Nhưng gia đình mình được như thế này, ba thấy hạnh phúc lắm rồi. Mẹ con thì ngoan hiền, đảm đang. Còn con thì mới thi đỗ đại học, ba rất ưng ý. Mà này, mấy chuyện đàn hát này thì chỉ là chơi cho vui thôi nhá. Chuyện học hành vẫn là chuyện chính đó. Vâng. Ủa, anh đi đâu vậy? À, thì xong hết việc rồi, anh chạy đi uống cà phê. Ủa, sao đi uống cà phê? Thì anh xong công việc hết rồi, anh đi uống cà phê chứ. Mới nói là gia đình hạnh phúc mà nghĩ sao bỏ hai mẹ con em ở đây rồi một mình đi uống cà phê. Thì rõ ràng là hạnh phúc quá còn gì. Anh chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, bây giờ chỉ việc hai mẹ con chơi thôi. Còn việc của anh là cà phê. Anh còn một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ gì nữa? Đây, việc của anh là quay phim cho gia đình mình. Cái gì? Anh này giám đốc rồi quay phim á? Có gì đâu, con của mình á thích làm một MV ca nhạc để post lên mạng. Mai mốt con làm ca sĩ nổi tiếng đó. Nhưng anh không thích nó làm ca sĩ nổi tiếng. Anh thích nó theo nghiệp của anh. Anh kỳ quá à. Đó là sở thích chính đáng của con mà, đam mê của con mà, có gì đâu mà sai trái. Em thích, em quay cho nó đi. Anh, cái sở thích của con mà, chiều con đi. Bây giờ anh sao, không thích vui với gia đình đúng không? Có. Đi uống cà phê đi. Hai mẹ con em thôi cũng được. Trong gia đình này chỉ có hai mẹ con thôi. Rồi, hai mẹ con mình thôi. Coi như là chỉ có hai mẹ con mình trong gia đình này thôi. Tôi sợ bà quá cơ. Anh quay phim, còn em tung hoa. Ừ. Bắt đầu. Nghe nhà con nhẹ nhàng hơn. Khi nghe nhà con là dòng sông, con là cánh đồng, cánh đồng. Mẹ, giống mẹ không? Giống mẹ rồi đó. Mẹ ơi, mà con thấy mẹ giỏi thiệt á. Mấy chuyện đó là của đàn ông á, mà mẹ cũng làm được luôn. Ờ, đúng rồi mẹ. Con năm nay 17 tuổi này, cũng là đàn ông rồi chứ. Mà có những chuyện con không làm được như mẹ á. Mẹ mà. Ồ. Nay con cảm ơn ba rất nhiều. Vì đây thực sự là món quà rất có ý nghĩa đối với con. Đây nè, uống nước đi rồi hát tiếp ha. Cái gì vậy trời?
quay MV hả trời? Bộ người ta không biết gia đình hạnh phúc sao phải làm mấy cái trò đó hả trời? Con hai đứa sao vậy? Sao vậy con? Tự nhiên sao hai đứa mặc buồn so vậy? Hả? Có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Mệt hả? Không, tại vì vì sao? À thôi, con lên phòng trước đây. Winner, có gì nói mẹ nghe coi. Winner, 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 Winner. Công chúa của mẹ. Sao buồn vậy? Nói mẹ nghe nè, có chuyện gì hả con gái? Mẹ ơi. Hả? Mẹ con ước. Ước gì? Con ước là... Mẹ ơi, có phải ước mơ con không bao giờ thành hiện thực đúng không mẹ? Ước mơ con không quá xa vời đúng không mẹ? Không, không, không có đâu. Thôi con, thôi mẹ hiểu mà, mẹ hiểu mà. Ước mơ của con chắc chắn sẽ thành hiện thực. Mẹ sẽ biến ước mơ của con trở thành hiện thực. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi mình phải dừng lại rồi. Chắc chắn là tụi nhỏ phải có một gia đình, phải thật sự có một người cha. Đúng, phải tìm cho mấy đứa nhỏ một người cha thật sự. Tin mẹ nha, mẹ sẽ đem cha về cho các con. Văn Khoa. Anh nhớ lý do mình chia tay không? Tại anh nói không nghe được một cái gì hết. Nghe anh nói anh thường em, em toàn chửi anh chửi. Khoa. À chê. Cái lý do mà mình chia tay nhau thiệt là đau đớn. Bởi vì em không muốn tiếp tục bị đánh nữa. Nhưng mà đau đớn tại người đánh em không phải là anh, mà là Thiên Hạ. Lần nào đi ăn với anh vô, người ta bưng ra, người ta nói chúc hai anh chị ngon miệng. Anh chê ta đánh. Mà cái bài tập bẩm sinh của anh mà ta tưởng anh chê, tại anh chê đi đánh. Đánh anh người ta đánh hôi luôn rồi em. Đau đớn. Quách Ngọc Tuyên à, dạo này còn bắn cá không anh? Nhìn mặt như vậy thì không thể nào là một người cha tốt rồi. Bỏ qua. Biết cái gì? Anh Thuận. Ngày đó anh nói anh yêu em, rồi cuối cùng anh đi anh cưới con nhỏ liền nào anh Thuận à. Chứ bây giờ nếu không là anh là cha của hai đứa con em rồi anh Thuận ơi, anh Thuận. Giết cái lúc đồng tiền của anh. Tại sao? Thật sự cái cảm xúc mà gặp lại tất cả những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình đó, nó khó thở quá.
Bình tĩnh. Bây giờ hãy để cho số mệnh quyết định. Chúng ai thì người đàn ông đó sẽ là cha của con em. Yêu không yêu. Ai? Nghĩa là ai? Ai? Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.